Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Trong cái video trước trên mình có hướng dẫn cho mọi người cách lọc bạn bè không tương tác trên Facebook bằng một cái tiện ích trên Google Chrome trên máy tính. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lọc bạn bè trên Facebook bằng điện thoại nhưng mà lọc bằng tay, bằng thủ công quý vị. Tuy cách này nó hơi lâu nhưng mà chúng ta có thể lọc được rất là chính xác 100% những bạn bè mình trên Facebook mà trước kia mà lâu lắm rồi mình không còn tương tác, thì chúng ta sẽ lọc cách này nhanh, rất là nhanh. Còn hiện nay thì mấy cái phần mềm trên ứng dụng khác thì bữa mình chia sẻ thì một ngày thì chúng ta hủy kết bạn tối đa 100 người thôi, còn hủy nhiều hơn thì nó sẽ bị checkboy cái tài khoản của mình. Còn một số bạn khác thì có nhiều cách nữa, có thể hủy hàng loạt, nhưng mà mình khuyên mọi người nên hủy ngày 100 người là ok quý vị. Đầu tiên thì mình vô cái ứng dụng Facebook nhé, vô Facebook của mình đây. Đây là cái Facebook này, chúng ta sẽ vô cái phần trang của mình. Đó, đây chúng ta sẽ kiếm một bạn bè nhé. Đây, bạn bè đây, chúng ta chọn tất cả, chọn gần đây đi. Xem tất cả bạn bè đây. Đó, xem tất cả bạn bè. Chúng ta vô mục bạn bè, tất cả bạn bè nhé. Thì trong cái mục này chúng ta có mục sắp xếp này. Hiện nay bạn bè mình có 4.253 ngàn người. Thì mặc định Facebook ấy thì nó sẽ sắp xếp bạn mới trên bên trên, bạn cũ ấy là bên dưới. Thì chúng ta bấm sắp xếp này. Chúng ta đây nó có 3 mục này: mặc định này, bạn bè mới nhất trước tiên này, bạn bè lâu năm trước tiên này. Đó thì mình sẽ bấm bạn bè lâu năm. Trong đây thì có hiển thị lên rất là nhiều người bạn lâu năm mình kết bạn từ cái hồi mình bắt đầu xài Facebook. Mình có thể một mình có thể vô trực tiếp vô đây. Mình coi. Đó, mình có thể vô trực tiếp vô đây coi. Coi người bạn này có đăng thường xuyên hay không và mình có quen biết hay không. Mình sẽ hủy này, bấm hủy này. Đó. Đó, mình có thể hủy bằng thủ công. Cái này thì nó cũng khá là nhanh quý vị. Những người ngày xưa mình kết bạn không có đúng đối tượng mục tiêu và không có phải là khách hàng của mình thì chúng ta nên hủy, vì chúng ta đa số mình kinh doanh online và những người bạn chất lượng á. Đấy, người bạn này thì đây thì mình có thể hủy luôn vì mình không còn đủ duyên với nhau, thì mình nên hủy. Đấy, đa số những người này mình có kết bạn nhưng mà mình chưa chưa một lần mình tương tác, mình nhắn tin hoặc là mình biết họ như thế nào thì chúng ta nên hủy. Coi cái người này thì như nào, mình có thể coi từng từng cái đối tượng của mình trong đây. Mình hủy rất là nhanh. Nếu mà người không có muốn vô từng cái trang cá nhân của họ thì chúng ta có thể bấm hủy luôn. Người này mình không có biết nhé quý. Cách này là cách khá là nhanh là chúng ta có thể hủy kết bạn. Và với cách này thì chúng ta có thể vô từng cái trang cá nhân của những người bạn này, mình kết bạn mình hủy, mình có thể tương tác lại và tạo được cái mối quan hệ lại với những cái đối tượng khách hàng, đối tượng bạn bè mình như này. Ừ.
những cái bạn này đấy, đã ngày xưa Chắc mình mình quen có rồi. quen, mình có kết bạn bằng cái nguồn nào mình không có rõ, thì Facebook họ cập nhật những người kết bạn lâu năm mà quý vị, và họ không có tương tác với mình. Có những người bạn mình đây, mình có quen biết đây, nhưng mà đôi lúc mình không có còn tương tác thì nó sẽ nằm đây luôn. Đó, trong người bạn này có một số người bạn của mình này. Chúng ta có thể xem lại cho nó chính xác, bởi vì đó, bạn chung hay không này. Ok, mình đã hủy rồi này. Còn bạn mới nhất này, mới nhất thì nằm đây. Bạn lâu năm này thì mình cũng phải xem lại những người bạn này có thân quen hoặc là có gọi là có tương tác hoặc đăng bài hay không thì mới thể hủy như trong đây. Cách này cách là đơn giản, là bằng tay vậy. Có rất là nhiều các cái cách hiện nay chúng ta có thể hủy những người bạn của mình. Vì hiện nay trên tài khoản profile của chúng ta chỉ có cho chúng ta kết bạn là 5.000 người thôi. Đây mình tới 4.000 mấy rồi thì mình có thể hủy. Hoặc là ngoài ra thì chúng ta có hủy bằng cái ứng dụng, thì nó sẽ lọc cho những người không tương tác, nhưng mà cách đó thì nó khả năng xác suất của nó cũng chưa chính xác lắm, mà cách thủ công này tuy nó hơi lâu nhưng mà nó sẽ chính xác nhất so với cái thời điểm hiện nay. Mình biết một Chào, xin ngày thì chào, mình đây chỉ là có mới mình rồi. vô mình hủy tầm 50 đến 100 người thôi quý vị, thì nó sẽ ok hơn. Rồi vừa rồi thì mình cũng hướng dẫn cho mọi người cách lọc mà bạn bè không tương tác trên điện thoại bằng bằng tay khá đơn giản. Mọi người có thể xem và làm theo hướng dẫn của mình. Nếu mà không có hiểu và có gì comment bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ Đừng và nói quá. giúp mọi người trong cái bài video này. Mọi người có thích cái video này có thể like, share, comment và chia sẻ cho mọi người được biết. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha.